Xin chào các anh chị em và các bạn nhé. Đây là con diệp sáp này, diệp sáp trắng ấy. Cái con diệp mà nó hay có cái màng bọc màu trắng trắng ấy. Nó hay đậu ở mấy cái chùm trái này, chùm hoa đấy. Và ở mấy cái lá non. Đúng mà nó có phấn màu trắng trắng ấy này. Đấy. Cái con này thì khi mà các anh chị nên phun xịt trước khi nó có màng nhé, nó phủ màng nhé, thì tỷ lệ chết của nó sẽ cao hơn, tỷ lệ diệt được nó cao hơn. Vì là khi nó phủ màng ra ấy, thì những loại thuốc xịt thuốc vào thì nó khó ngấm được vào trong cái màng bọc của nó. Đấy, khi xịt thì các anh chị có thể xịt trộn với cái mà bám dính ấy, trộn với cái bám dính vào, để cho nó bám dính và thấm cái thuốc được vào trong trong cái màng ấy. Đấy. Những con này thì nó hay đậu ở mấy cái chỗ mà cái chùm trái, chùm hoa này, hoặc là ở những cái nơi mà ngọn cây, những cái lá cây còn non ấy. Nó đậu để mục đích là nó hút nhựa cây. Nhựa cây là thức ăn của nó. Đấy. Như cây rau này nó đang bị diệp này, diệp chích này. Dưới mặt lá ấy nó có cái con một con diệp trắng này. Diệp trắng và những con diệp li ti rất là nhỏ ở đây. Thì nó chích, nó hút xong cái lá nó có những cái đốm 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 như này này. Nhìn lá nó già già đi. Đấy, còn bên này như những cây bên này là nó không bị, cái lá nó vẫn xanh tươi non này. Đấy. Còn những lá này thì nhìn nó bị mỏng đi và nó có những chấm 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 ở trên lá đấy. Là những con diệp nó chích ở dưới này này. Toàn bị ở những cái lá non thôi. Nó chích, nó hút dinh dưỡng của cây. Để trị được những con diệp này thì sau đây em sẽ chia sẻ với các anh chị về cái những cái thuốc để trị con diệp này nhá. Thì nó có những loại chai nước này, hoặc là dùng loại gói tùy theo. Ví dụ các anh chị dùng nhiều thì dùng chai, mà ít thì sử dụng gói thôi. Nó có gói nhỏ, gói một bình nữa. Và ở đây em có những loại chai này, chai lớn hoặc chai nhỏ này. Đấy. Tùy theo mục đích sử dụng của các anh chị vào những, ví dụ anh chị nào vườn lớn ấy, thì dùng chai lớn này, một chai nó được 2 phi này. Diệp sáp này. Chị diệp sáp. Còn anh chị nào ít hơn nữa ấy, thì dùng chai này. Chai này thì nó chỉ được khoảng 6-7 bình thôi. 6-7 đến 8 bình. Xịt. Còn các anh chị dùng 1-2 bình thì nó có những loại như là cái gói như này, hoặc gói như này này, một gói một bình nhé. Một gói được một bình 16 đến 20 lít nước. Xịt ướt đều và xịt cả dưới mặt lá nữa, ở những cái khu mà ngọn hoặc những cái lá non ấy. Xịt cả hai mặt cho ướt đều, xịt vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Còn nếu mà rau ấy, dẹp ở trên rau thì các anh chị có thể dùng cái loại này. Có hình con bọ cạp nên nó là thuốc sinh học. Thời gian cách ly của nó ngắn. Nên là nó sẽ thời gian cách ly ngắn thì rau nó sẽ không bị già đi nhá. Sẽ nhanh được sử dụng thôi. Và khi xịt ấy, thì các anh chị có thể kết hợp thêm cả cái phân bón lá. Phân bón lá vào để cho cây nó mau phục hồi lại nhá. Vì là khi con diệp nó chích ấy, nó hút cái phần dinh dưỡng trong cây rồi, nên là làm cây nó chậm phát triển, nó đứng lại, đứng ngọn lại. Nên là chúng ta nên kết hợp thêm một ít phân bón lá vào để cho cây mau phục hồi trở lại và phát triển trở lại nhé. Và video đến đây cũng xin được dừng và cảm ơn các anh chị đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các anh chị ở video sau. Nếu anh chị nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký giúp em với ạ. Và nếu thấy hay thì có thể chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Em xin cảm ơn ạ.